Ngày hôm qua, Nhật Bản đã cho ra mắt tàu ngầm mới nhất của nước này tại xưởng đóng tàu ở Kobe. Đây là một phần trong nỗ lực thúc đẩy an ninh hàng hải nhằm đối phó với các thách thức an ninh trong khu vực. Tàu ngầm nặng 3.000 tấn có tên Taigen được xây dựng bởi tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi và dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 3 năm 2022, trở thành con tàu thứ 22 thuộc hạm đội tàu ngầm của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản MSDF. Theo sách trắng quốc phòng năm 2010 của Nhật Bản, Tokyo đã đặt ra mục tiêu gia tăng số tàu ngầm từ 16 lên 22 trong bối cảnh tranh chấp lãnh hải gia tăng tại khu vực. Tàu ngầm Taigen có nghĩa là cá voi lớn, có chiều dài 84 mét, rộng 9,1 mét và trị giá khoảng 76 tỷ yên, tương đương 720 triệu đô la Mỹ. Tàu ngầm có thể chuyên chở 70 thủy thủ, có thiết kế tàng hình và được trang bị các pin lithium ion để có thể ở dưới nước lâu hơn so với các phiên bản trước đó. Theo truyền thông Nhật Bản, có khoảng 150 quan chức, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi và Tham mưu trưởng MSDF tham dự buổi lễ ra mắt con tàu tại xưởng đóng tàu Kobe ở tỉnh Hyogo. Trong tuyên bố ngày hôm qua, MSDF cho biết Taigen là tàu ngầm đầu tiên thuộc lớp này và sẽ được cải thiện khả năng phát hiện cũng như có môi trường phù hợp với cả các nữ thủy thủ. Nhật Bản hiện vận hành 9 tàu ngầm lớp Oyashio nặng 2.750 tấn, và 11 tàu ngầm lớp Soryu nặng 2.950 tấn và dự định sẽ cho ra mắt tàu ngầm lớp Soryu thứ 12 vào năm sau. Nhật Bản cũng có kế hoạch chế tạo thêm 2 tàu ngầm lớp Taigen và đã đề xuất ngân sách 654,1 triệu đô la Mỹ để đóng một con tàu này vào năm sau.